chào cả nhà. Na Na chào 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 cô chú đi con, chào cô chú kìa. Na nó chào cô chú. Nói đi. Trời quá. Hôm nay gì con? Quy rồi giờ mình đi ra vườn hái rau nha. Hôm nay đi lại làm nông dân ra vườn thu hoạch rau mọi người ơi. Nay nó nhiều lắm, hôm nay có đậu, có dưa leo, có bắp cải rồi nhiều lắm, đi ra vườn thu hoạch. Mọi người nhìn nguyên cái vàng hoa này, bữa nay đẹp quá nè. Đứng ngay đây để làm cho quay cho thấy cái nguyên một cái vàng hoa mùa hè rất là đẹp luôn. Hoa hướng dương bữa nay nó cũng nở quá chừng luôn nè cả nhà. Nó quá chừng luôn, nó cao hơn mình một khúc luôn á. Đẹp quá chừng luôn nè. Mùa hè bữa nay nhìn thấy toàn hoa không nè. Rất là đẹp mà hoa hướng dương nè mọi người. Đó nè, hoa hướng dương nó bự. Hoa mặt trời nè. Quá lớn luôn, cao là dối tay mới tới luôn á nè. Đẹp sợ luôn á. Giờ ra thu hoạch rau nha mọi người. Nó nè, đậu nè, nó nằm ở đây nè. Nó đây là đậu nè. Nó chua chua trong đây nè mọi người. Nó nhiều trái lắm, trời ơi, hôm nay nhìn thấy mê vậy. Ô la la. Nhìn mê lắm nè mọi người. Nó. Thấy chưa? Đậu không luôn, quá chừng nhiều luôn. Rồi đi vô hái. Thấy không? Thấy lủng lẳng cái không? Lủng lẳng cái luôn hả? Đẹp quá hả? Đẹp thì chứ. Này quá chừng luôn nè mọi người. Trời ơi, bữa nay nó đặt nghẹt cái luôn rồi nè. Bây giờ đi phải đi hái mới được. Cái người ta nói lớn, cái đậu này nó dài lắm mọi người. Dài hơn một gan mình luôn á. Hai bên đây nhiều ghê luôn nè. Hái đi. Hái đi. Có mấy ấy thôi mà nhiều nè. Coi trái đậu nó dài nè. Trái đậu nó dài ghê không? Nó dài hơn gan tay luôn á. Trái này tới 30cm. 30cm luôn à. Cái đậu này năm nay cũng ngon nè, đậu giống mới nè. Trái này cũng dài ha, mà nó dẹp dẹp ha. Cũng lạ lạ nè. Đi qua đây phụ hái, đi hái tomat hả? Vô đây hái đậu với mẹ là chút xíu rồi hái tomat nha. Qua đó mình quay, mẹ quay Nina hái tomat nha. Ha. Ok Nina. Con hái đậu trước nè. Đậu này nó muốn già, không hái nữa ngày mai nó già đó. Cái gì con? Nó cá xê hả? Không sao. Ở trong cái ở trong đây nó bò dưới cái vàng này mát chứ sợ luôn. Nè bữa nay nè. Trời ơi, quá trời trái luôn. Đậu bự bự luôn mọi người. Như đây hái này hái chắc còn 3-4kg á. Nhiều ghê. Cái đậu này giống cái trái đậu này trái dài lắm. Dài hơn một gang tay luôn á. Mà cái giống đậu này khó tìm lắm nha mọi người. Rất là khó tìm luôn á. Năm rồi mình đi tìm mà không có. Năm nay mới tìm được cái giống đậu trái dài này nè. Ngày xưa á, trồng thích quá mà cái năm rồi tìm, năm nào cũng đi tìm mà năm rồi tìm không thấy. Ôi trái đậu có nó dài nè. Nè, đậu dài nè. Nó cong vòng luôn. Đậu dài hơn một gang tay. Hơn 30cm luôn. Đang hái đậu. Đang quay phim hái đậu. Đang quay phim hái đậu, sắp xong rồi, bữa nay đậu chín rồi. Mấy ngày nay anh kêu hái mà đâu có thời gian hái đâu. Nó già luôn á. Giờ đi qua đây, qua hái phía bên đây. Bên đây nó bên đây nó cũng không có, chưa có bự lắm đó, một rổ luôn rồi nè. Rổ đầy luôn. Mấy bên kia bên dưa leo còn mấy cái bự à. Còn ở đâu? Đậu hả? Ê mình ngồi đây hái dưa leo luôn hả? Hái dưa leo luôn đi khỏi chợ đó luôn. Dưa leo luôn. Đây nè, dưa leo đây nè. Đó. Trời ơi dưa leo quá trùm luôn. Mẹ Hà ghé thăm kìa, mẹ Hà ghé chơi kìa. Trời trái gì mà bự dữ hơn rồi. Thấy không? Cái dưa leo để giống đậu kìa. À cái đậu á hả? Nè dưa leo nè. Trời ơi. Đó, dưa leo luôn. Ừ. Có 4-5 trái luôn nè. Để đi hái dưa leo. À, hái luôn. Leo bự mà đậu cũng to nữa mày. Ui. Đó đây nè, có chị Hà tới chơi. Hello, chào các bạn. Mẹ Hà xinh xắn, mẹ Hà tươi mát quá, mùa hè trời nóng. Quá, nóng quá. Mưa mà. Phở tay phở ta. Mấy cái bông này bữa nay đẹp ghê. Hả? Rồi xách vỏ đi hai tô mát hả? Rồi đi lên hai tô mát đi. Hai tô mát đi nè. Ừ. Ừ,
Con hát đi, con hát tomat đi. Rồi. Coi đây, coi em giỏi kìa, hát tomat rồi nha. Hát đi con. Hát đi. Thấp quá đi, nó hát được luôn hả? Hát cho mẹ hàng trái ăn coi. Nè. Ngọt lắm chị. Ngọt hả? Ngọt lắm. Ồ giỏi quá, thì hai biết hát tomat kìa. Chị đi nè hái nha, đi hai giỏi lắm, đi hai biết hái tomat kìa. Đi nè giỏi quá cô chú ơi. Giờ đụng nó rớt hết trơn Quyền ơi. Dạ nó đụng kể trời mưa á chị. Ừ. Đây nó nè trời quá trừng luôn, uổng rồi ha. Để trời mưa cây. Cho nên nó nè con. Nó đụng hết, đụng cái nó đụng hết nè. Đó thấy chưa? Nó biết hái nó nãy nó thay thích nó rồi còn nó thấp giỏ đi hái tomat. Để vô cái giỏ đi nè nha. Đâu? Ồ Lina biết hái tomat nó giỏi dữ vậy ta. Bên thằng bé. Xíu, có chân xíu. Nó bị nứt hết trơn rồi. Nứt nè, nè 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 nè, nguyên chùm dưới đây bị nứt à. Tại vì trời mưa, mưa quá, mưa mà. Nó rớt vậy mà rớt ủng ghê tân ha. Ồ nứt hết rồi. Ghê. Nứt hết rồi bỏ đi. Nè. Chết rồi con. Đụng cái rớt. Đụng rồi nó bị năm nay nó bị hư gì. Nè. Ủng ghê, cắt cái đít ăn. Nè Lina xích giỏ đi. Mẹ hái. Cây gì tâm? Nè đi nè. Bơm đợt te. Nè xích giỏ mẹ hái. Bơm đợt te. Rồi nè xích giỏ mẹ hái ha. Nè. Ấp lên cho màu xanh. Đó. Đẹp. Bơm đợt te. Bơm đợt te. Bơm đợt te. Rồi xong. Rồi. Mẹ hái quá trái cuộc rết luôn nè. Đâu có cuộc rết nữa hả? Nó hơi bà trái nè. Nó biết ngồi luôn nữa hả? Nãy hết luôn. Ôi giỏi quá, coi nè, cái Nina thốt hột rồi, ba quay ra quay quay. Quay Nina xách một giỏ luôn nè ba. Ôi đổ nha. Nặng không? Đâu biết ngồi đâu. Đâu biết ngồi đâu. Nó chả biết ngồi. Đó, đây nè, nó biết ngồi bị chảng luôn nè. Trời ơi, bự chà bá luôn. Chảng chứ nó ngồi không thấy rồi. Đó. Lớn nha. Để vô. Đây một cái nữa. Rồi. Nó non quá để cái nó bứt luôn nè. Đâu? Nè nó bứt cái cuốn luôn á. À, hay luôn, hay luôn. Để vô. Đâu còn cái nào nữa không? Ăn dung kìa nó kìa. Dạ. Thấy không mấy cây. Để thôi mấy con ốc nó vô nó ăn hết nè mọi người, nó lủng 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 hết trơn trời nè. Ô rồi là mấy con nó chui vô trong luôn nè. Cắt thử nha. Ây da. Nó có mấy con gì quá trời luôn. Nó chui vô đây nè. Phải lột ra. À. Lột bỏ mấy cái lớp này. Chắc con li mát đó. Ờ, li mát đó hả? Uổng quá ha. Ừ. Em lát về em lấy dao em giạt nó, em cắt về uổng hết lá mình ra. Lột hết lớp ngoài thôi. Ừ. Thấy không? Nhìn cũng bự, cái bộ cắp cải này cũng bự, bự bằng bàn tay. Cái lê chị. Lê cũng được nhiêu trái đó. Lột hết đi chứ để nó hư. Ây da. Phải lột mấy cái lớp này ra. Nhìn nó không đẹp nhưng mà lột lớp trong nó sẽ đẹp. Lột đẹp ra chứ. Ừ, lột trong nó sẽ đẹp. Cái này trộn gỗ gì gà ngon. Này nó mới. Trộn gỗ gà ha. Ừ. Ăn bát cháy luôn. Cái rau găm của bắp cải này nấu gà nó vừa luôn. Còn cái trái này nè. Trái. Giới thiệu mấy cái bí nè, lớn rồi nè cả nhà. Đó, đây nè, nhắc cái lá này bớt lên cho nhìn thấy rõ nè. Đó, bự rồi nè, bên đây nè. Bên đây nữa nè. Đó, bị chảng luôn nè. Bự bằng tay rồi đó. Bên kia có cái giống bí bên đây nè. Nè, bên đây là trái màu à. Màu vàng nè. Còn bên đây nữa nè, bên đây có nhiều lắm nè. Đây nè. Ủa, bốn trái luôn. Trời ơi, bự quá vậy. Đó, nó bị chảng luôn nè. Biểu diễn cho mọi người xem nữa. Cái bự ghê luôn nè. Đó. Nãy giờ thu hoạch được nhiêu đây nè mọi người? Rổ đậu rồi chắc cũng phải gần 3 kg, với lại cà chua bi, với lại cà chua lớn này, dưa leo nè, này bí ngòi, với lại mấy cái bắp cải nó bị con gì nó ăn hết rồi, nó phải hái hết vô. Cũng từ hôm nay trời mưa quá tai cho năm nay thu hoạch không được nhiều mọi người. Năm nay trồng cây gì nó hư hết trơn à, trời mưa cái nó ra trái cái nó bị quéo lại hết rồi, nó không lớn được. Hôm nay chỉ có đậu thôi. Nãy giờ ra thu hoạch quay video cho mọi người xem. Bây giờ sẽ đi vô nhà nấu cơm. Bye bye mọi người nha.
Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người luôn luôn được mạnh khỏe và bình an, nhất là mùa Covid ở Việt Nam, mọi người đừng nên ra đường nhiều để bảo đảm sức khỏe. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký, bấm like ủng hộ cho mấy mẹ con nha. Bye bye mọi người.